Hồi nhỏ đó thì lớn lên từ cái nền lúa mùa, sau cái đi học về nông nghiệp và về ra trường đi làm việc cũng làm trong ngành nông nghiệp. Do đó là cây lúa đối với tôi là một sự gắn bó. Với tình cảm đó, ông Diệt ấp ủ, quyết tâm làm lại lúa mùa. Hơn 10 năm chuẩn bị, lặn lội khắp nơi tìm nông cụ, đầu năm 2017, ông xuống giống. Đầu tiên là cày xới và trục từng mét đất bằng sức trâu, rồi cái bàn nhổ mạ được đưa ra đồng. Hơn 8 tháng trời chăm bẩm coi sóc, ngày mùa cũng đến. Những hạt giống quý xin được từ trường Đại học Cần Thơ đã trổ chín vàng đồng. Vậy là nguồn lúa giống cho những vụ sau đã ổn. Tạm gọi là hài lòng bởi vì mình đã phục dựng được cái quy trình, nhưng mà về mặt cái hiệu quả kinh tế thì nó chưa đạt. Lý do là đã lường nhưng mà lường không hết những các cái tác động có thể xảy ra, ví dụ như là chuột. Tuy có nóng ruột vì hao hụt, nhưng với quyết tâm làm lúa sạch, nên ở ruộng lúa này chỉ có bù nhìn để đuổi chim, chỉ có rập đất để bẫy chuột. Các cái vấn đề mà như là thuốc men là nó không có thì ông bà mình mới tìm ra những cái cách thức để làm bảo vệ mùa màng của mình, mà những cái cách thức đó thì rất là hay, rất là văn hóa. Theo lẽ đó, khâu thu hoạch cũng làm thủ công. Những người phụ nữ này đã hơn 30 năm mới cầm lại dòng gặt. Người người Việt thì kêu bằng dòng gặt, người Khmer thì kêu bằng cần niêu. Cỡ thì 40-50 tuổi trở lên nó mới biết xài, 20-30 trở xuống thì không có biết xài cái này đâu. Quê không có cực đâu, là đất khô mà dễ cắt hơn này nữa. Hồi đó hồi xưa một một người đi ra dám cắt một công ở đó. Lúa gom về sẽ được đập từng bó, vũ lấy từng hột. Cái ghế đập lúa hai chân này cũng thuộc dạng đồ cổ, mấy chục năm không ai đụng tới. Ban đầu làm không được nữa đó, lục nghề phải không, bỏ lục nghề làm hơi mới biết lại. Mà chừng nào thấy đó nó hết chảy vậy nè, năm 10 cái hết chảy nữa, hết chảy lép lại, thấy không, tôi thấy chảy hết lép rồi đó, lúa hết văng ra đó, hết văng ra rồi cái này lép đó. Hột lúa đập xong còn phải qua nhiều công đoạn nữa mới thành được hạt gạo. Cái cối xay nhỏ xíu mà cần sức của hai người mới đẩy nổi. Gió từ chiếc chiếu sẽ đẩy vỏ trấu bay ra, giữ hạt gạo ở lại. Rồi cũng phải hai người giã liên tục hàng tiếng đồng hồ, lúa mới bông lên, rồi còn phải sàng sảy thêm 2-3 lượt nữa mới xong. Quá khó để làm ra hạt gạo mà lại không được bao nhiêu. Nhưng ông Diệt vẫn quyết tâm làm tới nơi. Bởi ông hiểu thị trường đang cần gì. Sau quá nhiều năm nông dân chạy theo sản lượng, vác lúa nặng vai mà túi vẫn nhẹ tên. Như Kiên Giang là có năm đạt 4 triệu rưỡi tấn lương thực, nhưng mà thực ra cái hiệu quả mang lại thì lại không cao. Cái những người mà trung lưu hiện nay, người ta quay lại người ta tìm lúa mùa để người ta tan, mà lúa mùa từ đâu, từ Campuchia. Trong khi đó thì cái quá khứ ông bà mình đã để lại cho mình một cái vốn rất là quý, rất là lớn. Nếu mình làm tốt, mình xây dựng thương hiệu tốt thì mình vẫn sẽ phát huy được rất tốt cái này. Dẫu biết có thực mới dựng được đạo, phải có nguồn thu từ lúa mùa mới nuôi nổi ước mơ phục dựng văn hóa lúa mùa. Nhưng ông Diệt không gấp gáp dù đã đổ ra tiền tỷ để đầu tư. Bởi ông nghĩ kinh nghiệm làm lúa mùa của ông bà để lại đã được đúc kết qua hàng trăm năm. Ông chỉ mới làm một năm, hành trình vẫn còn dài. Nơi này sẽ là nhà trưng bày của các loại nông cụ mà ông đã dày công sưu tầm, phục chế. Có những vật dụng gần bằng tuổi của ông, hoặc mới thì cũng phải đôi ba chục năm. Và cũng có những loại phải mất nhiều công sức để đưa về. Khi mà phát hiện được cái người mà có cái mê bồ này á, cũng phải lên xuống nhiều lần rồi thậm chí là nhậu say quắc thần câu mà năn nỉ chứ không phải dễ gì người ta cho. Rồi cái mê bồ này là đã trên 30 năm rồi, mình sẽ cố gắng mình làm cho nó tốt để mình truyền cảm hứng lại cho những người trẻ. Thì tôi nghĩ rằng thế nào cũng có những cái người là thích và trân trọng, yêu quý những cái giá trị truyền thống của ông bà mình để lại. Bởi vì chỉ có hiểu rõ quá khứ thì mới vững bước ở tương lai.